Xin được mời quý vị sẽ cùng đến với một nơi đào tạo đặc biệt. Ở nơi ấy, lớp học là bầu trời, học cụ là máy bay. Đó là một môi trường quân đội đặc biệt với kỷ luật nghiêm minh. Có những người trẻ ưu tú với thái độ sống quả cảm, phóng khoáng, lạc quan và đầy nhiệt huyết. Trung đoàn Không quân Anh hùng 910 với những người phi công chiến đấu. Trong ánh mắt của những con người ấy, cuộc sống đơn giản là bảo vệ Tổ quốc. Trung đoàn Không quân 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân được thành lập ngày 3 tháng 11 năm 1958. Trong 60 năm kể từ ngày thành lập, trung đoàn đã đưa vào huấn luyện trên 10 loại máy bay, chắp cánh bay cho hàng trăm giảng viên và học viên nhiều thế hệ. Điều đặc biệt mà tôi nghĩ là tất cả các trường khác không có, không giống như ở trường của tôi, đó là khi thầy trò cùng ở trong một khoang lái. Lúc đấy là lúc mà thực sự dường như là chung một tính mạng, chung một cuộc sống. Và tôi có thể cảm nhận được rằng là thầy dành hết tất cả những tâm trí cho trò. Tôi là những người thầy thì luôn tâm huyết với nghề và truyền đạt cho học viên những cái kỹ năng tốt nhất. Nhiều khi là thầy còn gắn với học viên là nhiều hơn so với bạn gái. Theo kế hoạch thì tổ mình hôm nay tập bay L-39. Bắt đầu. Chuẩn bị tốt, mở máy 59. Nghe tốt, mở máy. Ở cuộc đời của con người phi công thì có chuyến bay nhớ nhất là chuyến bay đầu tiên mình được lên máy bay, thứ hai là chuyến bay đơn đầu tiên. Khi ở mặt đất thì trời nó còn tối, cái tầm nhìn thì rất là hạn chế. Nhưng khi cất cánh bay lên thì bầu trời nó như mở ra, nó sáng bừng lên như là làm chủ bầu trời. Mình như là đánh thức các cái cảnh vật sau một đêm dài ngủ yên. Thế thì mình cảm thấy rất là thiêng liêng. Đã xác định vào trường Không quân là nuôi ước mơ bay, bây giờ mình thực hiện được rồi thì mình thứ nhất là rất là vui và mình làm sao để mình bay an toàn và chất lượng. Dù trong bất kỳ một tình huống nào, bất kỳ một thời điểm nào, các đồng chí Không quân luôn luôn đẹp như thế. Không phải ai cũng sinh ra là để bay, và họ phải chiến đấu như thế nào để thực hiện ước mơ của mình. Nó truyền động lực và cảm hứng nhiều hơn tới những bạn học viên bây giờ chưa được, họ có thêm động lực giống như tôi ngày xưa.